gắn những cách gần xa, lấy sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc cho lễ hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn ý kiến khai mạc của đồng chí Ngô Đức Thuần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội. Ban tổ chức xin được thông báo cho đồng chí Vi Thị Thuận trở về khu vực sân khấu. Ban tổ chức xin được thông báo cho đồng chí Vi Thị Thuận, cán bộ trung tâm văn hóa trở về khu vực sân khấu. Thank you.
Moi đi đấy. Quỳnh ơi,
Sồn cơ tê. Quay sang bên kia, quay đấy, đúng rồi, từ từ, mắt nhìn khán giả, cười lên, rồi kéo đi xuống. Xuống.
rồi, đó. Đi xuống thẳng luôn, đi thẳng xuống. Đứng ở phía dưới không lên bậc, đứng ở phía dưới. Đấy, rồi. Gắn khoảng cách ra nhá. Các bạn chị em kéo cái bụng bên ngoài ra một chút nha, để cho mọi người. Kính thưa quý vị, và đây là phần thi chào hỏi đầu tiên của tất cả các thí sinh đến từ 12 xã thị trấn và trường trung học phổ thông Quỳ Châu về tham gia đêm thi người đẹp lễ hội Hang Bo năm 2019. Rồi, hết phần đi chào hỏi. Và bây giờ xin mời